Xin chào anh em, đây là bộ Azuker AKI mình có nhập về gồm chai 4.3mm, 946mm, 1890mm và 380mm. Còn có cái chai 270mm nữa thì nó nhỏ và giá chắc quá nên mình bỏ qua. Chủ yếu là nhập cái cam 380mm về chia ra cho mà tiết kiệm nha bạn. Chữ chai kể cả chai 4.3mm giá cũng chắc nói ra. Và hôm nay mình làm cái video này sau gần 1 năm bán sản phẩm khá là đặc biệt và khác biệt đến từ nhà API. Các anh em chơi cá và không còn xa lạ gì với cái tên API nữa. API Azuker, anh em hay mua hàng của mình gọi tắt là Thu Đen. Sản phẩm này thực sự là mình biết đến khá tình cờ khi có quá nhiều anh em hỏi mua nó, mà lúc ý trong đầu mình thì chưa có cái định hình gì để nó cả. May lúc đó thì có quen một giáo sư thạc sĩ kinh tế nên lại đam mê bên môn cá cảnh này, nên mới biết được là API bán cái sản phẩm này chỉ ở trường UK ở bên Anh Quốc ạ. Một số nước EU anh em có thể mua được như ở Pháp, Ý hay Đức thì cũng lặn lội để đi tìm mua nhưng mà cũng không được nhiều lắm anh em ạ. Trong khi đó thì thạc sĩ kinh tế thì đã công bố là nhà phân phối độc quyền sản phẩm này của hãng ở Việt Nam rồi. Thế thạc sĩ quảng cáo là đặt hàng riêng của hãng, độc quyền hàng trăm can nên là sản phẩm về nó không có nhãn mác gì đâu cả. Mình thì không may mắn được như thạc sĩ nhưng mà may mắn lại có hội người yêu cũ. Sau khi du học ở EU thì cũng có khá em đi thử ở UK nên cũng không khó để làm một chuyến hàng về Việt Nam cho anh em chưa kẹt, chứ cũng không có chuyện tan hàng với mấy nhà phân phối độc quyền đâu ạ. Và đã làm các sản phẩm của API thì tem nhãn nó cứ phải rõ ràng sáng lạng luôn anh ạ. Thì anh em đã biết API trong thế giới anh em chưa cá cảnh nó là một cái hãng nổi tiếng như nào ở trên thế giới rồi. Đôi vài chút thôi chứ sao việc đưa sản phẩm ở Việt Nam cho anh em chơi mình thấy khá là vất vả, không có tìm kiếm ở bạn nhưng mà mọi thứ đã ok cả rồi. Quay lại về chủ đề chính, mình xin chia sẻ chút ít thông tin về sản phẩm này. Tại sao anh em lại thích dùng nó đến vậy và nó có gì khác biệt so với các sản phẩm cao cấp của các hãng hiện nay trên trường? Bản chất của Azuker ngay từ cái tên nó đã nói lên công năng của nó liên quan đến việc kiểm soát rêu tảo trong nước. Tuy nhiên nó lại mang đến những cái hiệu quả ngoài mức mong đợi cho anh em chơi cái hồ cá ở trong nhà, chứ không phải là cái công năng liên quan đến việc kiểm soát rêu tảo. Theo API công bố thì Azuker có chức năng chính là giải quyết vấn đề tảo và nước xanh qua cái cơ chế tiêu thụ và phân hủy nguồn dinh dưỡng từ phosphate và nitrate là những tác nhân chính khiến tảo bùng phát. Thì song song với vai trò đó thì Azuker đồng thời cực nhanh làm nước trong thông qua cái việc kết tủa các chất hữu cơ lơ lửng trong nước, nguồn tảo chết, bùn bã hữu cơ và phân cá. Các nguồn hữu cơ này sau đó được chính chủng vi sinh được tích hợp trong Azuker phân hủy. Thực ra cái cách tiếp cận vấn đề này thì không hề mới, nhất là trong lý thuyết về xử lý nước mặt và xử lý nước thải. Đó là những sự kết hợp giữa hai cơ chế hóa lý và sinh học, hay có thể gọi là công nghệ sinh hóa, kết hợp giữa hóa lý và vi sinh. Tuy nhiên để có thể tạo ra được hai cái cơ chế đồng thời trong một sản phẩm và tính hiệu quả cực cao và nhanh thì ít có hãng nào có thể làm được, và API đã tích hợp chúng trong Azuker. Do vậy khi dùng Azuker, anh em có thể thấy độ trong của nước thay đổi một cách rõ như này chỉ trong vài giờ. Đó là cái cảm quan. Tiếp đến là lượng phân cá, nếu đối với anh em chơi về công nghệ có khai tích phân thì sẽ thấy lượng phân cá ra khay nhiều hơn và nhanh thải vệ sinh hơn thông thường, nếu không muốn là cái khay tích phân của mình bị tắc. Mình sẽ thử châm cái Azuker này vào hồ Wyanto mình đang chơi cho anh em xem. Hồ mình thì khoảng 2 khối nước, liều châm là 4ml cho 100 lít nước. Hai tuần đầu thì châm 2 lần một tuần, từ tuần thứ 3 trở đi thì anh em châm 1 lần một tuần. Nên sẽ cần khoảng 80ml, hơn chút không sao anh em ạ. Châm trực tiếp vào hồ thì cảm quan nhìn nó khi vào hồ sẽ như một cái làn khói trắng. Đó, châm vào thì cá nó tưởng cho nó ăn thì nó cứ phi ra. Hồ mình thì vừa cho ăn lên mình nó trông nó hơi bụi của một bụi thức ăn. Anh em có thể thấy khi vào nước thì nó có màu như cái màu khói trắng. Một số anh em có bảo rằng châm cho cái hồ tép thì cái tép phản ứng mạnh kiểu sốc do cái lượng oxy trong nước nó giảm. Một số anh em thì lại châm cho cả nước mặn. Mình thì chưa thử và cũng không khuyến khích anh em làm như vậy vì hãng họ không có hướng dẫn sản phẩm recommend sản phẩm này dùng cho các bể tép hay là bể cá nước biển. Còn anh em thích khám phá hay trải nghiệm thì nên lưu ý và theo dõi cái hồ cá tép của mình sau khi châm để tránh trường hợp sản phẩm nó không được hiệu quả như mong đợi thì gây ra trạng thái thất vọng. Sau khi châm khoảng 3-4 tiếng anh em thấy hồ nước cảm quan nó sẽ rất là trong. Như bể an toàn của mình anh em có thể thấy trên video dưới nền hầu như mình trên toàn đá khủng nhưng không hề có bị tụ đọng phân tại các khe kẽ, và đặc biệt là mỗi sáng thức dậy việc làm đầu tiên của mình là nhấc cái khay tách phân này để mang đi phục. Với khoảng gần 50 cháu ăn tung quay size tầm cỡ bàn tay thì cái lượng phân thải ra anh em biết là nhiều mức nào vậy. Những anh em nào mà từng đã mua hàng hay chém gió với mình về thú chơi cá cảnh thì sẽ biết cái quan điểm của mình về một sản phẩm tốt là khi nó được đạt được cái mục đích của người chơi mong đợi. Mỗi chiếc hồ cá là một cái hệ sinh thái riêng biệt và trạng thái khác nhau, do vậy cách tốt nhất để có tìm ra một cái hệ sinh thái ổn định và tốt cho riêng mình thì chỉ có cách là trải nghiệm các sản phẩm khác nhau để tìm ra cái con đường của mình. Và mình ở đây với vai trò như một người tiên phong
trải nghiệm các sản phẩm khác nhau và chia sẻ lại cho anh em chơi những thông tin về sản phẩm đó. Chính cái trải nghiệm và cái sự hài lòng trong thú chơi cá cảnh kỳ sinh của anh em mới là điều định nên cái chất lượng của sản phẩm. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em có thể connect với mình để mua sản phẩm phục vụ thú chơi cá tốt hơn hoặc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với mình, sẽ rất là sẵn lòng trong cái việc đó. Thì cứ Facebook và Shopee mình có để ở bên dưới video, anh em có thể tham khảo. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ.